Rồi chào bạn, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, trước tiên cho em xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường và quý khán giả có mặt tại trường quay cũng như quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Hồ Thanh Duyên, hiện nay việc của em là nhân viên sale về các mặt hàng linh kiện vi tính và em đang làm việc ở quận Tân Phú. Quê em thì đến từ Quảng Ngãi nhưng hiện tại thì em đã sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh lâu rồi. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em sinh năm 89, 29 tuổi ạ. 29 tuổi, dạ. Rồi xin mời bạn trai. Xin chào quý khán giả có mặt trong trường quay cũng như chào hai MC, chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và tôi xin tự giới thiệu, tên là Cao Đức Thành. Hiện tại sinh ra và lớn lên thì ở Dầu Tiếng, Bình Dương. Và công việc hiện tại đó là làm điều dưỡng tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 34 tuổi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em rất là gần gũi, chân thành và em cũng rất là, trong tình yêu thì em cũng rất là chung thủy, và em sống rất là hoạt bát và em cũng hay giúp đỡ người khác rất là nhiều. Bên cạnh đó thì điểm yếu của em thì cũng có, đó là em rất là thẳng tính, và bên cạnh đó thì em cũng hay rất là thích ham ngủ và cũng có nhiều khi em nghĩ là khi mà em yêu thì em sẽ rất là ghen. Ghen cỡ nào? Ví dụ như bạn đó mà có Facebook hay là Instagram mà cứ like nữ mà nữ đẹp gái hơn em là em muốn chịu. Dạ. Có like dạo không em? Cũng có mà ít thôi chị ơi. Đó, hạn chế lại nha. Hạn chế lại nha, chứ like dạo mấy cô gái là bên này không chịu đâu nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì vui vẻ, hòa đồng, chịu khó, cũng nhiệt tình cho công việc. Em có một cái gọi là tật xấu gì không? Tật xấu em cũng mỗi lần ra ca thì em ngủ cũng nhiều. Chính vì thế mà cứ theo say cuồng của công việc thì với lại đi chơi với bạn bè riết nay mới ế. Ế bao lâu rồi? Em nay cũng ế cũng phải 5 năm. Em 5 cũng năm. Có dạ. Cũng một mối tình chính thức còn mấy cũng hai mối tình lai rai. Chính thức một quen chính bao thức năm? Thì em quen được 2 năm. Vấn đề là cũng không hợp tuổi tác anh. Sau không đó không hợp tuổi. Dạ không em hợp tuổi. Em tuổi con gì? Dạ em tuổi con chuột. Bên kia tuổi gì? Dạ con rắn ạ. Quá hợp ạ. Em đang tìm á. Chúc mừng. Bên đây một mối tình thôi đó, 2 năm chia tay. Bên kia? Dạ em còn trong trắng hơn nữa ạ. Em mối tình của em là giống như một tờ giấy trắng, hy vọng anh chàng bên kia sẽ là những người viết lá thư đầu tiên cho em ạ. Được, anh sẽ viết lên những gì đẹp nhất cho cuộc đời của hai đứa mình. Thật ra thì em cũng là một người rất là lãng mạn, hy vọng thì anh sẽ là lãng mạn xém xém một chút. Khi mà quen em thì em sẽ hướng dẫn thêm. Rồi, anh sẽ lãng mạn và ngôn tình. Dạ. Rồi hôm nay thì bạn gái muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Không có cầu kỳ về hình thức bên ngoài. Đối với em thì thần thái không quan trọng, quan trọng là thái độ. Tức là phải cần chân thành, chân thật và chung thủy, không có lừa dối. Bạn trai thấy mình đạt được bao nhiêu phần trăm những cái yêu cầu đó? Em chắc nắm chừng khoảng 70% rồi chị. 70 dạ. Là nhiều rồi. Mình có cái mẫu người lý tưởng gì không em về ngoại hình? Dạ nếu mà ngoại hình thì em nghĩ là anh MC Quyền Linh là chuẩn, rất là chuẩn luôn. Vừa là đẹp trai nè, rồi vừa là mẫu người của gia đình nữa. Em rất là thần tượng. Cảm ơn em. Dạ. Anh bên đây đẹp trai hơn anh. Dạ. Chết đẹp trai vậy, ghen dữ quá anh. Không thật, đẹp trai hơn Quyền Linh, mặt cũng sói ca hơn đó nha. Em trai, em muốn tìm mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, em muốn cũng chiều cao bằng một bạn nữ khoảng trên 1.5 m là được, tóc dài và mang vẻ đẹp truyền thống là được. Để anh qua anh xem mẫu bạn gái của em thế nào. 100% luôn. May quá, chào anh lên. Bạn gái dạ. Cảm ơn em đã hâm mộ anh. Dạ. Cảm ơn em đã lấy anh làm hình mẫu. Anh có thể cho em bắt tay anh được không? Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Em không thích điều gì người đàn ông? Không thích người đàn ông đó hút thuốc, nhưng mà em nghĩ anh này điều dưỡng thì chắc là sẽ không vướng cái điều đầu tiên này. Theo em nghĩ là em không thích người gia trưởng và nóng tính. Bên cạnh đó thì bạn nam thì nên là quan tâm về bạn gái nhiều hơn. Chẳng hạn như nhiều lúc em ghen, em giận như vậy thì ngoài đó bạn đó sẽ biết lãng mạn một chút. Chẳng hạn như cầm một bó hoa tặng em thì nhiều khi em sẽ hết giận ngay lúc là đó. Một phụ nữ dạ. Thích lãng mạn đúng không? Dạ. Em trai có lãng mạn không? Có lãng cái mạn. Được anh. Cũng ổn đó. Bây giờ để nhà gái qua coi. Nhưng mà thí dụ như được thì sau này ví dụ như là em về Bình Dương sống được không? Về đó làm việc được không? Cái đó thì em nghĩ là nếu mà tình yêu đủ lớn thì Bình Dương với Hồ Chí Minh cũng gần, không có xa. Quan trọng là mẹ em là rất là mong có con rể rồi, nên nhiều khi mẹ chịu là em cũng chịu luôn. Là làm dâu vẫn được đúng không em? Dạ. Rồi, chào bạn. Dạ, chào chị Cát Tường. Mình không thích cái điều gì ở người bạn gái, người vợ tương lai của thì mình? Thì nói nhiều thôi. Ghen thì cũng có chừng mực. Chừng nào tiến tới hôn nhân được? Tớ tùy theo bạn nữ thôi.
Em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần bạn gật đầu đồng ý là rước vàng về dinh thôi. Em cũng dễ chịu lắm, em lãng mạn, chỉ cần anh phải cầu hôn sao lãng mạn là được rồi. Suy nghĩ nha, cách cầu hôn như thế nào cho lãng mạn. Rồi bây giờ là mình kiểm tra ý kiến người thân sau mình gặp mặt nha. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ và chị gái và hai người bạn chung học ạ. Rồi, chào cô. Xin chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ. Và chào tất cả khán giả trong trường quay. Dạ. Tôi là mẹ của Duyên. Tôi thấy chú này cũng được. Tôi chỉ mong sao cho hai đứa nó tìm hiểu và đi tới hôn nhân cho nó được trọn vẹn. Đừng có gia trưởng quá. Dạ, con thì nếu như được tiến tới hôn nhân thì con hứa những điều kiện mà cô đưa ra thì con sẽ đáp ứng được. Chị có muốn nói gì với dạ, để tương lai không? Dạ có. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Chị chào em. Dạ chào chị. Hai thấy thì anh này rất thông minh, rất kỹ tính, rất là tốt để em có thể lựa chọn được. Anh đây là một người giống anh hai nhà mình, rất là ok. Theo em thì không sao không biết, nhưng hai thì ủng hộ, chọn đi em. Rồi, xin cảm ơn. Dạ, hôm nay em đi với một người, hai người cháu với một người bạn đồng nghiệp, đó là bác sĩ Tính. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Tính, là bác sĩ ở khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Đầu tiên là em muốn nhận xét về bạn nữ, là bạn nữ này là một người phụ nữ rất là nét đẹp, rất là hiện đại. Trả lời cái câu hỏi rất là tinh tế, thông minh, chiều cao thì cũng phù hợp với anh Thành. Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều. Bây giờ mở rào. Bắt đầu. Rồi, chào em, đến đây là một cái duyên để chúng ta gặp nhau. Thì mong là có cái tương lai tốt đẹp. Thì anh gửi em một món quà. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Em tại vì là cái người ta gọi là cái nghề thì nó sẽ tạo cái nghiệp, thì em là bên vi tính thì cái bệnh lãng mạn của em nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nghề vi tính, thì em sẽ tặng cho anh thẻ nhớ. Còn cái hộp này đại diện cho trái tim của em, hy vọng anh sẽ luôn nhớ về trái tim của em và trong thẻ nhớ này sau này sẽ là hình của đôi ta. Cảm ơn em. Cho anh mượn đôi tay của em nè. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay, cho ngày sẽ trôi qua em đêm mang tiếng cười theo ta từng ngày. Có phải cho anh ôm cái được không ạ? Rồi, cảm ơn em. Thì để đáp lại một bài hát của anh thì em cũng sẽ xin tặng cho anh một bài hát, mặc dù thì em hát không hay nhưng được cái là tự tin và hay hát. Em sẽ hát bài một đoạn điệp khúc trong cái bài là Chỉ là anh thôi. Từ hồi con tim em đã tìm thấy yêu thương vẫn chính anh, và em muốn thấy mọi thứ bình yên thật khác trong vòng tay anh. Từ con tim tìm đến nhau vì nhau. Cảm ơn em. Rồi, ra ngồi ghế cho chị. Giống như gặp nhau từ kiếp nào luôn vậy trời. Em là một người phụ nữ của gia đình hả? Truyền thống. Suy nghĩ của em thì sẽ rất là truyền thống. Còn về cách giao tiếp hay là gì đó thì em rất là hiện đại. Tức là em sẽ kết hợp giữa hai cái đó. Mẹ anh thì cũng đang cần một cô con dâu, rất cần có em về để cùng xây tổ ấm với anh. Nên mong rằng là những cái ghen hoặc là những cái suy nghĩ gì đó thì anh từ nay sẽ bớt lại. Cái đó bóng bóng để đó là sao? Ở đây anh có ba trái bóng nè. Anh sẽ có, em thích màu gì em hai anh với em sẽ cùng bóp cho nó bể trái bóng này. Em thích chọn đi. Em chọn màu xanh. Gì? Rồi, màu xanh em bóp đi. Anh với em cùng bóp cho nó bể đi. Rồi, màu nào tiếp theo ạ? Màu hồng. Rồi, màu hồng, ok. Gì bạo lực rồi. Vậy trời. Còn màu cuối cùng. Rồi, em thử đọc miếng giấy này lên đi. Đồng ý làm bạn gái anh nhé. Cái này lát nữa nút bấm sẽ nói lên tất cả. Đúng rồi. Dạ. Ok. Thì bên cạnh đó thì anh cũng hỏi em rồi, giờ đến phiên em sẽ hỏi anh. Ví dụ như mà lúc mà em giận quá thì anh sẽ như thế nào? Giận quá hả? Cho em bóp bong bóng đó. nếu mà giận quá, nếu mà tới mức mà nó quá thì anh sẽ là người đi uống cà phê hoặc đâu đó. Hoặc là tối về học xin lỗi hoặc gì đó, chúng ta hoặc là cũng trao đổi. Nhưng mà lúc đó em không thích đi uống cà phê thì sẽ như thế nào? Thì tâm sự. Em cũng không thích tâm sự. Lúc đó là em quá đáng đến quá mức rồi, gọi là không thể chấp nhận được. Lúc giận dữ quá hả? Tìm đủ mọi cách mà đã không ấy thì anh cũng không biết cách gì nữa.
Nhà anh có cần sự trợ giúp không ạ? À, được rồi, không cần trợ giúp đâu. Cái nhào vô em đè ra em hung cho chị hết. Dạ. Được không? Em cũng đang tính nói vậy chị. Nó thì nói đại đi chứ không đợi chị cho giúp gì nữa. Em đè ra em hung hết. À, bây giờ em nói một câu cuối cùng, một cái gì chân thành nhất, em muốn cái điều gì để chúng ta quyết định bấm em nút. Hãy bấm nút chọn anh và chúng ta hãy cùng xây dựng gia đình. Và anh cũng đang mơ về những ngôi nhà và những đứa trẻ. Thì mong rằng chúng ta cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi. Chúng ta đủ để cảm giác xem con tim mình có cùng chung nhịp đập hay không. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình các bạn nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Hay. Nắm tay nhau đây hai bạn. Xứng đôi ha. Trời, sinh ra một cặp này vừa vặn luôn á. Bây giờ mình xin bác đi. Con xin phép gia đình cho con Hùng một cái thể hiện cho sự chân thành. Có được không ạ? À, được. Rồi, chị hai vỗ tay quyết liệt luôn. Bắt đầu. Trời ơi, chị hai kìa. Chị hai sướng quá trời luôn kìa. Thôi, chúc hai bạn hạnh phúc ha. Coi là cách thể hiện của bạn nói chuyện như thế nào á. Nên là bây giờ bạn tự chủ động giới thiệu về thông tin của mình nè, tên, tuổi, nghề nghiệp, quê quán. Dạ, dạ quê quán em là ở Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp ạ. Em đang làm một công ty sản xuất về da bò, em là quản lý công ty ở tỉnh Long An, huyện Cần Đước ạ. Nghề nghiệp em là cái gì? Dạ, nghề nghiệp em là quản lý công ty sản xuất về da bò mai dép vậy đó chị. À, quản lý công ty sản xuất da bò dép dạ. Này nọ đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Nhưng mà là cái nghề của em bây giờ thôi chứ sau này là em là tài xế. Tại vì bây giờ em đang có bằng sơ á. Sau này em lên bằng nghe em lái xe. Hiện tại em đang sinh sống ở đâu? Đồng Tháp luôn hả? Dạ bây giờ em đang sinh sống ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Cần Đước, Long An rồi. Nè, em bị thiếu cái họ tên nè, em họ tên là gì, sinh năm bao nhiêu? Dạ em là Nguyễn Văn Cu Đen nhưng mà tại vì em mắc cỡ á chị. Sao mắc cỡ? Dạ tại vì nếu mà sau này lên mà chương trình á là em khai là em Nguyễn Văn Đen mà được không chị? Trời ơi đâu được em, tại vì phải là họ tên của mình có đâu tự tin lên đúng sao? Dạ, tại vì có lót cái chữ cu đó em tại em lên em sợ hơi mắc cỡ á. Không sao đâu. Rồi, em sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 1993 chị. 1993 rồi, ok. Rồi bây giờ ví dụ lên chương trình ha, mình có tài lẻ nào ca hát nhảy múa gì được không? Múa quạt hay gì không? Dạ dạ chứ em có nhưng mà em hát mà cái không có hay nhưng mà hát tặng cho bạn gái rồi thì được. Nói nghe nè, em có múa quạt được không? Dạ, không ạ. Múa quạt em không? Là biết làm thơ rồi này kia rồi thì được. Làm thơ hả? Dạ. Không nhảy nhót được hả? Dạ, nhảy đâu thì được. Nhảy đâu thì cũng được. Em nhảy gì? Em không biết mà múa quạt thôi, dạng như mà nhảy chơi rồi với mà anh em rồi này kia thì nhảy đồ lâu lâu nhảy ngày Tết rồi đó, nhảy chơi rồi thì nhảy được. Nhảy vui á chị. À, bình thường em nhảy cái gì được? Ví dụ như nhảy kiểu ai nè? Dạ. Nhảy thì em cũng không có biết nhảy kiểu ai nhưng mà nhảy đại vậy thôi. Nhảy Vinahouse đúng không? Dạ. À, ví dụ lên chương trình chị nhờ em nhảy Vinahouse em nhảy được không? Dạ, cũng hơi... Tại vì em chưa có từng nhảy mà em nhảy chơi với anh em bạn bè rồi lâu lâu gặp. Chơi với anh em bạn bè đó, dạng gì đó. Ý là... mình nhảy một vài động tác chẳng hạn được ha. Nhưng mà em nhảy thì em không biết nhảy nhạc gì thôi nhưng mà dạng như nhảy chơi rồi này kia rồi nhậu rồi nhảy mà dạng như là bắt nhạc mà ca hát rồi chị, giờ mình nhảy chơi rồi thì nhảy được. Ok vậy có gì lên chương trình này chị quên chị mở một cái bài nào nhạc đen rồi đó em nhảy chơi vài cái cho chị thôi được rồi ha. Dạ dạ ok bây giờ nè. Cho chị biết về cái điểm mạnh, điểm yếu em là gì nè. Dạ, dạ điểm mạnh em là em biết nấu ăn
biết chăm sóc cho những người khác ạ. À. Em nấu ăn cũng ngon lắm. Tại vì em tự lập từ hồi mà 2013 đó giờ em đi làm công ty á chị. Ừ. Chăm sóc người khác ha. Rồi còn gì nữa không? Sở trường của mình là gì nè? Dạ. Sở trường của mình là gì? Dạ, em thì cũng biết lắng nghe, chia sẻ rồi. Ừ. Biết lắng nghe, chia sẻ đúng không? Dạ. Rồi, cho chị biết về cái điểm yếu của mình là gì đi. Dạ. Dạ, điểm yếu em á là em rất là kỹ tính à, em kỹ lưỡng lắm á. Khi mà nhà cửa đồ của em á mà ai đồ mà vô nhà mà dơ chút em cũng hơi khó chịu nữa, em phải mắc lau liền. Ồ, khó kiên của mình hả hay sao? Dạ. Và về nhà cửa là em đã có đầy đủ rồi đúng không? Dạ. Nhà riêng của mình nhà... chưa? Hay là nhà thuê? Dạ. Có nhà đồ thì ở dưới quê, còn em ở trên công ty là ông chủ cắt nhà cho em ở từ hồi thành lập công ty rồi. Ừ. Chứ chị hỏi về thu nhập hiện tại của mình là bao nhiêu? Dạ, thu nhập hiện tại em thường là lãnh là 12 triệu. Rồi. Dạ, em làm giờ 8 tiếng. Ừ. Rồi, bây giờ nè, về cái tình trường nè, mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? 93 chắc nhiều gái lắm hèn. Có hai. Em cái mối tình đầu là 4 năm, còn mối tình sau là 3 năm. Cái mối tình đầu là 4 năm, vì em làm bên công ty da bò. Còn bạn gái là bên công ty Mai á, nên hai người cũng không có gần gũi nữa. Giờ bạn gái vô công ty Mai, bạn gái có người khác. Giờ nó hơn em. Đi ăn uống đồ với anh em, bạn bè đồ á. Ở với Bình Dương á chị. Giờ cái người ta thấy nói thì em không có tin. Rồi sao lại em nó thấy. Giờ em vì em chủ động thì chia tay luôn. Tại em nói nếu em thương anh thì anh còn... nếu em thương anh thì anh còn giành giật. Còn em thương người ta rồi thì thôi, anh cũng không có giành giật để làm gì, anh chia tay. Ừ. Rồi còn mối tình thứ hai quen bao nhiêu, quen bao lâu? Mối tình thứ hai em quen được mà 3 năm, và em mới chia tay đây là 1 năm. Tại vì á, em cũng sắp tới hôn nhân rồi. Còn bên nhà bạn gái có người bạn nào ở dưới Cần Thơ á chị. Rồi người ta giàu mà nói cho hơn em rồi, cho nên vì gia đình bạn gái muốn cho bạn gái khỏe. Gặp bạn gái gì ở dưới Cần Thơ đó chị, là gia đình nhà bạn gái ở dưới Cần Thơ muốn kiếm chồng cho bạn gái để cho nó gần đúng không? Dạ, nhưng mà phải một cái gia đình bạn gái là ở Tiền Giang, nhưng mà có người bạn ăn nổi với Cần Thơ á, là gia đình người ta giàu nên gia đình bạn gái gả về dưới cho bạn gái giàu có cho sung sướng á. À, mà người ta giàu nên là bạn gái muốn kiếm. Rồi ok, hiểu rồi. Bây giờ hiện tại bây giờ em đã độc thân được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em từ lúc mà chia tay giờ là năm mấy rồi. Ấy độc thân được 1 năm mấy ha. Rồi dạ. Bây giờ hiện tại bây giờ nếu mà đến với chương trình đó, em mong muốn tìm bạn gái như thế nào? Dạ, em muốn người bạn gái phải biết lắng nghe và chia sẻ, và những mà lắng nghe là chia sẻ là tự là vậy, còn mà với mà vui tính mà dễ gần với đi uống đồ này kia là bạn gái mà không có cầu kỳ á, tại vì nhiều khi đi ăn uống rồi với bạn bè đó mà mình tính tiền đó, nhiều khi bạn gái mà nó thấy tính tiền nhiều quá cái nó lằng nhằng á, là cái đó em không, cái đó em là không chịu. Muốn gì đi là sao, là sao, từ từ là đi ăn với người khác là tính bắt bạn gái tính tiền nhiều là cằn nhằn hay sao, nói lại chị không hiểu. Không, ý là mình đi ăn với bạn gái rồi, mình đi ăn với cái người bạn thân rồi của mình rồi này kia rồi á, mà đi dắt bạn gái sợ mình tính tiền nhiều quá rồi bạn gái cằn nhằn rồi đó, là em mà không chịu. Tính là muốn nói gì thì đi về nhà thì chia sẻ với em. Nếu có gì không thích thì về nhà chia sẻ, chứ không có nói chuyện, không có chửi trước mặt bạn đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì nếu như mà nói trước mặt bạn thì em sẽ bị mất mặt. Ok, vậy là bình thường là bạn gái trước em đều vậy hả? Dạ, dạ đúng rồi.
có nhiều khi bạn gái trước bố mà 4 năm trước á, là nhiều khi em tính tiền đồ á, cái mặt không được vui lắm, bởi vì em không có thích. Rồi ok, bây giờ nè, em cao một mét bao nhiêu? Em cao 1m65. Rồi bây giờ ví dụ như ngoại hình bạn gái ha, em muốn bạn gái cao nhiêu? Dạ em muốn bạn gái cao từ 1m50 tới 1m6 thôi. 1m50 đến 1m60 rồi. Ngoại hình em muốn bạn gái lùn hay là mập hay là ốm? Dạ lùn mập ốm gì sao cũng được hết chị, nhưng mà ăn thôi mập biết được thôi. Không em là được rồi chị. Mập được không? Dạ dạ cũng được, nhưng mà bạn gái là từ 40 kg tới 55 kg. Nói chung là nhìn mũm mĩm là được đúng không? Dạ. Chứ không được quá mập đúng không? Dạ. Rồi ok, về tuổi tác ha, em mong muốn bạn gái có số tuổi, cho chị con số nhất định đi. Ví dụ như dạ, từ 20 cho đến 35, 40 gì đó. Dạ, em mong muốn người bạn gái là từ 20 tới 28 à, tại em 30 à. Ủa chứ bây giờ ví dụ như 93 thì lớn hơn mình khoảng 5 tuổi cũng được mà. Dạ. Dạ tại vì sợ nếu như mà lớn tuổi mà nó cái hơn em á, rồi sợ sau này á già mà nó cái hơn em. Ở chung lớn hơn mình 2 tuổi được không? Dạ cũng được ạ. Rồi ok ha, ví dụ như nè, bắt đầu á từ từ 25 trở đi, từ 25 đến 28 hoặc là từ 25 đến 30 tuổi bằng cỡ em đi, thì dạ, họ đã từng kết hôn và có con. Dạ. Em có chịu không? Không mà từng kết hôn mà đó mà có con rồi thì không được à. Tại vì em sợ mà sau này đi về á, dầu cái sau này giờ hai đứa sẽ bất lòng, ví dụ mà con cái à. Ừ, ok rồi. Còn quê quán hiện tại bây giờ em muốn ở đâu? Dạ. Quê em muốn bạn gái. Dạ em mong muốn được người bạn gái ở quê cũng cùng tỉnh em cũng được à. Hoặc là ở bên anh bắt đầu cùng tỉnh em thì hay hơn, còn khác tỉnh thì cũng được. Khác tỉnh hả? Nói chung là ở miền Tây rồi Sài Gòn được đúng không? Dạ 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 đúng rồi chị. Rồi ok ha. Còn nghề nghiệp thì sao, ví dụ như là bạn gái thất nghiệp được không? Dạ được ạ. Cái đó thì em cái đó thì không cần lo, nếu bạn gái thất nghiệp thì em đưa vô công ty em làm luôn. Ok ngon ha. Rồi nói chung mà lo được đúng không? Rồi rồi đây là một buổi casting thôi, nếu mà có gì em được lựa chọn vào chương trình sẽ có một bạn biên tập làm việc với em nha. Đã. Rồi ok.